Anh Khang, cảm ơn anh. Đừng có vậy mà nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Gọi mấy ông anh ở Mắc Cao, vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu. Mở tiệc lớn tới nhà hàng năm sau, để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết mày buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Mắc Cao. Nếu ăn kia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tàu đến từ đồng lào, mà ở Mắc Cao cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chung tay vung vai mày cao nồng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần. Luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng, và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tôi sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự lựa chọn cho mày đâu, tao không rảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới dài lâu. Chạy con xe một vòng hoa cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ, và xuất hiện cái chỗ đâu có nợ. Là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cắm lăng biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những anh xăm màu mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúc ăn tình làm sao mà tao quên, đất Mắc Cao phải nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang để ông thấy các con chốt sang sông. Bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt. Trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng lại yêu thích bi hài, gặp lấy xe tao cho mày tắt đài. Anh em tao Mắc Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lâu mày gặp biến kêu tên xa kha. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được tiên. Anh em tao Mắc Cao, yeah, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực tim. Có thằng anh rồi ta có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiến. Quay, từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thô phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành ganh ma, thằng mộng đánh ra đủ muôn màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện này không có thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, mà cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sổ kém tăng hình gây cốc thắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặc em cho mày chán nếu như mày chán ghen ghen. Thích chơi sang nó đưa mồi bán ba em bánh hãng gian ngang. Điều những con hạng ngón phải tiền sáng đây không phải gái lang thang. Dù đất ăn chơi nếu không thì sống thua thì sắp bất sang bang. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Gỡ gạt khi mày ăn quen tất cả casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra thì là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, đi, đi, đi theo tao vào đây. Hey, chi, chi, chi nguyên bao tiền ga. Giờ không ai chuyện ta, chắc trời Mắc Cao là đây. Anh em tao Mắc Cao, giờ dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến cứ tên xa khá. Lần lên từ cực khổ giật đi, muốn làm giàu điều định cực tim. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược kiên. Anh em tao Mắc Cao, giờ dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến cứ tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ giật đi, muốn làm giàu liều lĩnh.